Thưa con chào sư ông. Dạ, thi liễu kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ, con thưa sư ông. Thầy cúng á sư ông, mình cúng là một ngày mình cúng mấy thời là đủ hả sư ông, mới là đúng hả sư ông? Nó có nhiều cách tùy theo cái khả năng của mình á. Cái khả năng của mình hoặc là cô còn mắc làm gì cô làm cái chuyện nào, hoặc là cô đi quay phim chỗ này chỗ kia, hay là cô đi viếng thăm chỗ này chỗ kia, đó là nó là không thể mình đúng theo cái thời cúng được. Chứ còn đúng là tu tại gia hay xuất gia chẳng hạn, như xuất gia là ở chùa chiền, còn nói ở chùa chiền thì bên Nam Tông Bắc Tông cũng là một ngày bốn thời cả, bốn thời, bốn giờ sáng 12 giờ trưa 4 giờ chiều là ba thời nha. Dạ. Rồi 6 giờ tối thì trăng già mặt trời lặn đó. Dạ. Nên là tới thì cúng đó là bốn thời. Dạ. Còn nếu mà cô mắc con chuyện không tránh được thì cô tam thời, cô chỉ 2 giờ cúng thôi. Sao thì cúng chánh là 6 giờ tối và 4 giờ sáng. Cái bật kinh hôm kinh mai đó. Dạ. Kinh hôm tức là 6 giờ tối, kinh mai tức là cứ là tụng cái giấc 4 giờ sáng. Còn mà con chuyện cứ bằng không tránh nữa thì cô giữ đúng cái là mỗi đêm nào cô tụng cái chặng vàng 6 giờ tối cô tụng á là gọi là kinh hôm đó, một thời cũng đang đêm một thời cũng được đó, vậy đó. Bởi vì cái công chuyện làm ăn của mình á là mình bận công chuyện làm ăn của mình một ngày một thời thì Đức Phật cũng hiểu biết cho, cũng thông cảm cho, cũng từ bi hiến giá với cô, không cố chấp, không có bắt tội gì cả, cần một thời đó gì đó. Mà cô giữ sao mà cứ dùng đêm nào á thì đường ra cô mà không rảnh á, cô mắc làm cái gì á, cô mắc làm cái gì không rảnh á thì cô có thể mỗi đêm mỗi dùng kinh được á. Chứ còn mỗi đêm nếu mà cô rảnh ra, cô mỗi đêm cô đều tụng kinh được cái giấc chẳng dạng giấc tối đó, đó là giấc đó mỗi đêm là cô được gọi là trì giới, đó là gọi là trì giới, đó là cái cơn đường tu cô không có sự bê trễ, không đó là Đức Phật cũng cho là cô là rất là siêng năng, rất là siêng năng trên chánh tu hành đó. Cô rất xem cái đường đạo, cô được cô bằng nhất tâm trên cái con đường đạo, cô rất là nhiệt tâm để mà mình hướng về con đường đạo đó là gì đó. Dạ, mà sư ông ơi, thì cái công việc của con á sư ông, thì 6 giờ chiều con không có cúng sớm được. Thường thường con cúng là khoảng 7 giờ mấy, 8 giờ, 9 giờ vậy có được không sư ông? Đấy là không được, chẳng ngưỡng như vậy. Mà bây giờ 12 giờ khuya, 11 giờ cho tới 1 giờ là canh ba đó. Gian đó, cô thị gian đó không được, bởi vì cái giờ đó là cô đi ngủ à. Dạ. Cái giờ đó chỉ cô có ngủ rồi không làm gì hết á. Dạ. Thì gian đó cũng được. Mà cái giác đó lại cái nhất, cái giác đó là cái nhất, bởi cái giác đó gọi là cái giờ tí là gọi là giác đó, gọi là 12 giờ khuya đó, đó là gọi là canh ba đó, đó là cái giác đó là cái giác đó là cái giác đó là cái giác thanh tịnh, cái giác đó là cảnh vật rất là thanh tịnh, không còn cái tiếng động nữa. Cái giác đó mà cô tụng cái giác đó dễ đắc đạo quả, mau đắc đạo quả và mau pháp huệ, có thể mau cái trí huệ, có thể cô dễ mau cái sự mà thông minh sáng suốt lắm. Bởi vì giác đó là cái giác thanh tịnh á, giác sạch, cô dễ cô tâm cô dễ tịnh tâm được, cô không tâm không có bị động gì á, cái tâm không bị động, giác thanh tịnh là cô sẽ cô cái tâm cô được tịnh không bị động là cô được dễ pháp huệ gì á, dễ mà sáng suốt, vậy có trí huệ sáng suốt và dễ mà tinh tấn dân, đó là cái giác đó tôi chỉ cho ra đó. Yeah. Bởi vì nói tu mà cái giác đó mà cô tụng kinh hay là mỗi đêm nếu mà cô có cái thời giờ rảnh mà cô chỉ ngủ thôi, là cô chỉ ngủ thôi, như vậy mà cô ráng cái giác cái từ 11 giờ cho tới 1 giờ cái canh ba đó, mà cái đó cô không có tụng kinh lâu, có kinh lâu được thì cô chỉ cần một tiếng đồng hồ cũng được đó. Bởi vì từ 11 giờ tới 12 giờ nó là 1 tiếng, cho tới 1 giờ nó là 2 tiếng, mà trong 2 tiếng cô chỉ tụng kinh là bên trong trong ngọn bảo, còn khoảng chừng 1 tiếng cũng được đó. Mà nếu nửa tiếng cũng được đó, nửa tiếng cũng lâu lắm, nửa tiếng có thể cô tụng kinh mà gương nửa tiếng nó cũng được vài bài kinh, vậy đó. Yeah.
giác đó là quý nhất, cái kinh giác đó là dễ quyết rồi, đó là quý nhất Dạ. rồi. Nó Dạ. còn ba cái thầy kinh ấy không bằng, ba cái thầy kinh không bằng chị á. Dạ. Dạ thưa sư ông, thì trước khi mà mình vô mình tụng kinh Pháp Hoa đó, mình có đọc trước bài cúng gì không sư ông hay là sao hả sư ông? Cái đó đó, cái đó nếu cô muốn là nếu cô muốn mà mỗi một khi tối cô tụng quanh quanh cô có đúc nhang không, cô có bàn thờ, Dạ, cô có bàn thờ dạ không, có. có thờ Phật, có thờ Quan Âm, Phật Thích Ca không? Dạ có, Mà nhà con có thờ Quan nhưng Âm. không có gì nữa, ví dụ không có bàn thờ Phật Quan Âm, thờ đây nữa, không có thờ Phật gì nữa, thầy cô thờ ông bà đi nữa, cô thờ ông Có. bà đi nữa, chú có thờ ông nữa, đó là cô dùng cái đó là cô đúc nhang Dạ, cô mới tụng nghe dạ đúng, vậy đó. dạ con cô cô cúng cô coi mà. á cô Dạ. coi á cô đọc cái đọc kinh Pháp Hoa, cô đọc kinh coi kinh là khỏi khỏi đúc nhang gì cả, khỏi đúc nhang gì cả, mà cô chỉ ngồi thường thôi, hay là cô ngồi thường thôi, cô ngồi cách nào cũng được, ngồi cái thế nào cũng được, hay là cô nằm giống hay nằm dưới bố, hay là cô nằm dưới dưới trống dưới ngựa gì, nằm trên gối gì cũng được cả, nói gì cái mình coi á. Còn cái Dạ. tụng tụng là cô phải Dạ. ngồi đó. Cô phải ngồi ngồi cái kiểu mà mấy người ngồi trong kinh mà ngồi đó, thì ở chùa chiền cũng vậy, mà ở nhà tôi ra coi mình cái ngồi ngồi cái già đó, ngồi xếp bằng á, Dạ. ngồi xuống con mà con ngồi xếp bằng vậy đó, Dạ. ngồi kiểu đó. Còn cái mình coi kinh á là khỏi, cái Dạ. coi kinh là cái bạn Đức Phật nói là đi đứng nằm ngồi gì cũng được, cô đi cô coi cũng được, mà cô đứng coi cũng được, ngồi cũng được, làm được cái gì cũng được. Cô đi ngủ mà cô chưa ngủ á, cô mà chỉ là nằm ở trên cái gối cô không được, chừng nào mà cô buồn ngủ cô ngủ đó là cô cắt cô đi ngủ vậy á, vậy á, Dạ. nên vậy đó. Mà sư ông ơi, con tệ quá đi. Con ngồi á, con ngồi chút xíu cái con mỏi mà con sửa tướng hoài nó có tội không sư ông? Con Cái đang đó tụng kinh đó sư ông. là biết không, cái đó là cái thói quen ai cũng vậy thôi, bằng đạo cũng vậy đó, cũng vậy đó. Hồi trước kia bằng đạo rồi tụng cái thời kinh bằng đạo đó, tụng tụng kêu một ngày bốn thời á, Dạ. cái kêu bốn ở nhà mà cùng ngày bốn thời á, nên mình làm tụng cái bằng 4 giờ sáng, 4 giờ thức gì tụng nha, rồi 12 giờ trưa, rồi 6 giờ tối, 4 giờ chiều á, 6 giờ tối coi đâu có sao, đâu có gì. Bởi vì nó cái cô ngồi á, cô ngồi này, cái tôi thấy cô ngồi ra là cô ngồi cái một chỗ mà lâu á, máu mẹ nó chảy không được, Dạ. nó chảy có điều hòa không được, cành nó phải nhức phải mỏi, bởi Dạ. vì cái sự mình mà ngồi không quen đó nha, cô ngồi chừng 1 tiếng đồng hồ nó muốn gãy cái xương sống nè, nó đau cái lưng sống, muốn gãy xương sống nó đau nhức ghê lắm, rồi hai cái đầu gối nè nó nhức ghê lắm, nó nhức Dạ. phải phải là ngay hai cái giò ra, hai cái giò một hồi nó hết nhức, cái máu nó chạy gì hoài thôi, chứ rồi mới bắt đầu trở lại được vậy á, bắt đầu trở lại được, tại mình làm Con cũng vậy á, mỗi vậy á. khi con tụng kinh xong á, cái con tụng kinh xong con cúng xong là con buông ra là hai cái chân con nó tê mà con đi không được, con phải ngồi chút xíu con mới đứng dậy được. Vậy đó. Nhưng mà đối với hồi đó kìa, chứ còn bây giờ á, chứ còn bây giờ thì nó quen rồi, bây giờ có thể Dạ. mình ngồi 4 tiếng đồng hồ thì nó cũng không có nhức, không Dạ. có đau lưng, mà không có nhức mỏi vậy, bởi vì nó quen rồi, bởi vì cái xác của mình là cái xác trần, cái xác phàm phu tục tử của mình nó Dạ. tệ lắm, mình sẽ tập mới được, cái gì cũng Con. tập hết trơn á. Dạ. Cô mà cô ngồi lâu cũng là nhờ tập, mà Dạ. cô ngồi mà cô tụng kinh hết rồi kinh nó không nhức mỏi gì cả, nó không đau gì cả, cũng là nhờ cái tập luyện nó quen Dạ. thôi. Rồi một 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 cái ăn nè, cô mà ăn cực khổ nó cũng quen, rồi ăn sung sướng nó cũng quen, ăn sung sướng ăn cực khổ không được rồi, rồi cái ăn chay ăn mặn nè, ăn mặn thì nó ngon, mà ăn chay là cô ăn rau với nước tương không, mà ăn rau muối không, mà là nó khổ lắm, ăn không có ngon là gì cả, nhưng mà nó quen, cô tập luyện như vậy riết nó quen em. Bây giờ cô ăn rất là ngon, cô phải bây giờ gặp mà đối với cô là cô ăn chắc là ngon lắm, bây giờ cô ăn bầu quý mướp khô qua dưa leo đậu que đậu đũa, nào là bông cải cải bắp cải ngọt cải xanh cải trắng cải chùi xạ, nào là bí đao bí rợ, trời ơi trời, ngon không, còn tôi đi ăn ăn có không, có mực dừa dơi để tôi kể coi xuống nè, có mực dừa dơi nè, bạc đầu ông nè, đó là rau muống rau trai, là bông súp mã đề trai tượng chào nào, lúc mình đi sau cáo ăn nữa, ăn toàn có không, còn cái con cái cây mà cái cây mà cái lá lá mà cái lá cái bông mùng gà mà nè, cái lá cái đọt non á, đọt non cái bằng ngắt ăn luôn, là ăn luôn rồi, cái dặn thợ sâu nhái này cũng ăn được rồi,
là mình đã ăn sống luôn á, vậy đó. Ăn kia không được rồi, cái có dừng cầu, cái gói dừng cầu mày có giá luôn bay nè, người ta xuống cái vùng đấy luôn bay á, cũng ăn, ăn cũng được nữa, à, ăn sống cũng được, con ăn hè sống rồi đó, vậy đó. Bây giờ cũng được ăn. Mà chưa có ai biết ăn, mình làm biết ăn chứ còn không ai biết ăn cái đó đâu. Mà dạ sư ông ơi, với lại mỗi khi mà con vô con tụng kinh Pháp Hoa xong á, cái con tụng tới 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 chú Đại Bi 3 lần rồi xong rồi con đọc bài cúng này Cái kia chú nữa. đại bình á không có cần thiết, cô tụng kinh là tụng kinh, còn cô muốn tụng cái chú đại bi á thì Dạ cô tụng kinh rồi á, tụng kinh rồi cô mới tụng chú đại bi, dạ hay là cô tụng kinh rồi cô tụng kinh rồi là cô tụng cái bằng tâm kinh là ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh đó, không biết cô có thuộc cái bài kinh đó không, vậy đó. Dư tụng kinh rồi mới tụng bài đó nha, hay dư mà Lăng Nghiêm á, cái Dạ. kinh Lăng Nghiêm chú Lăng Nghiêm á là tụng kinh rồi cô mới tụng cái đó đó, là Dạ. cái đó là nói chuyện cô tụng á nha. Rồi Dạ. cái mà cô tụng kinh rồi á, cô tụng kinh rồi cô muốn tụng cái bài sám á, cái sám của Hồng Trần á, của Hồng Dạ. Trần cô mới tụng bài kinh đó, vậy á. Dạ. Hay dư cái bài mà chú giáng sanh là cơ bằng chú giáng sanh cơ bằng tụng mà cơ bằng mà mình tụng cái bài kinh chú đó gọi là mới 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 lên mới mới lên cái đề kinh á, cô chưa tụng á, thì Dạ. mới đó là cái bài mà chú nguyện cầu nguyện á, là nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não á, cô biết cái bài đó không, nguyện tiêu tâm chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, khổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành bồ tát đạo, nguyện sanh tây phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến phật mộ vô sanh, bất thối bồ tát di bạn lữ nguyện di sư sắng, công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng dưỡng chúng sanh, giai cộng thành phật đạo, nam mô gián kiếp được bồ tát ma tát 3 lần. Đó là gì không? Được, còn một lần nữa, còn hai cái bài nữa là cái bài đó là mình lên mới lên mình lại kênh mình tụng bài đó nha, tụng bài đó nha. Rồi á, rồi cái khi mà hết tụng kinh cô muốn nghỉ á, là cô tụng mấy cái bài này là rồi cô nghỉ, mà cái bài là mưu vô thập điển nha, mưu vô nên đó, rồi cô tụng cái bài đó, rồi còn một bài 12 câu nguyện á, 12 câu nguyện chắc là cô cũng chưa có nữa, bằng đạo cũng chưa chưa có chỉ á, chưa có chỉ dạy cái 12 câu nguyện, mười câu nguyện là 12 câu nguyện là nam mô nhất niệm tam vô quán ngại á, đó đó là 12 câu nguyện, 12 câu nguyện đó là khi mà cô mà hết trung kinh được, cô tụng cái miệng 12 câu nguyện và mượn vô thập điện nha. Đó, bởi vì nói là cô muốn tụng á, cô muốn tụng là cô muốn tụng cô đi nghỉ vậy đó, cô muốn tụng cô nghỉ vậy đó, vậy đó. Còn cái bài cuộc sám mà sám Hồng Trần á, của Hồng Trần sẽ dần quá ngán đó, đó là cái bài đó là cái bài tụng giảng sanh đó, là khi mà cô muốn tụng bài đó là vì cô nghỉ tụng kinh, nghỉ tụng kinh nha, cô không còn tụng kinh nữa, cô tụng cái bài rồi cô nghỉ vậy đó. Nó rất nhiều lắm, nó có nhiều lắm, 5-7 bài mà nếu mà cô tụng hết 5-7 bài thì chết mẹ được cả tiếng đồng hồ. Là sao cô ngồi đứa đổi có tụng bài nào tụng bài một bài mau à, trong mấy đó cô muốn dụng bài nào cũng cô dụng cái bài của Hồng Trần ha, hay là chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm tự cô chọn nha, cô muốn tụng bài nào cô tụng nha, tụng một bài một thôi, cái tụng mà tụng hết mấy bài đó là chắc cả lý đồng hồ rồi, là sao mà có ngồi nổi chung đó, nó mỏi dụng rồi rồi gì nổi đó, là chú Nghiêm muốn tụng một bài thôi, cứ cô chọn nha, cô tụng chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm hay là cô tụng cái bài sám của Hồng Trần, hay là cô tụng cái bài mượn vô thâm điểm, hay là 12 câu nguyện gì đó vậy đó. Cái mình muốn nghỉ á, mình tụng cái đó rồi mình nghỉ đó, tụng cái đó rồi nghỉ, chứ còn mà đâu nói nhiều quá đó, nói đó. Còn nói gì bằng đạo là tụng hết trơn, bạn là tụng được mi, bằng đạo tụng là sáng đêm tối ngày. Còn cái mình tụng kinh đó là mình nói mình tụng tiếng Việt đó nha, nói mình tụng tiếng Việt, còn 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 bằng đạo là không có tụng tiếng Việt, tụng tiếng Việt là có thể tụng kinh tiếng Việt là một đêm tụng 4 thời kinh, một thời kinh là tụng 4 thời kinh, cái tối á, tối giấc tối á, cái thời gian tụng 4 thời kinh là tụng 1 thời kinh Pháp Hoa 1 tiếng, rồi bằng cái dấu á, bằng dấu tới đó đó, tạm mời mình tụng nữa thấy với tụng 1 thời kinh Pháp Hoa phải 1 tiếng, rồi bằng đạo tụng Bali, rồi tụng Bali, rồi tụng Bali 1 tiếng, là bắt đầu à, chỉ trong 1 tiếng thôi chứ còn biết nào tụng hết kinh Bali 1 tháng cũng chưa hết kinh Bali nữa, cái rồi tụng kinh tiếng Bali
Bằng đau Kimberly thì không có thuộc nhiều, bằng đau tổng cảm có mười mấy bài, có mười mấy thuộc lòng là kinh thường tụng á, là còn còn đi cái chồng cái khánh của cây lão không tụng nổi, không tụng lòng nổi, mà lấy mười mấy bài rồi cái Kimberly rồi tụng kinh Ấn Độ, tụng kinh Ấn Độ, tụng tụng kinh Ấn Độ là tiếng Ấn Độ, chữ Ấn Độ gì đó, rồi tụng cái đó là ba thời, rồi cái rồi tụng kinh Thái Lan, tụng kinh của Thái Lan, chữ của Thái Lan, tiếng của Thái Lan đó, bằng đó một thời kinh, một thời kinh của thầy chùa cô giải tụng với nha, là chỉ có trong vòng quá nửa tiếng đồng hồ, lâu nhất là nửa tiếng đồng hồ, bằng đạo phải tụng 4 tiếng đồng hồ chỉ có, bởi vì bằng đạo ngồi sáng đêm, tụng sáng đêm cũng vẫn được, cũng vẫn được thôi, không có buồn ngủ mà không có mỏi không mệt gì cả, vì nó quen rồi, Dạ. cái sự tu luyện của mình á, tâm điểm của mình nó là quen rồi, nên nên đợi đến nỗi mà 40 50 năm mà không ăn cơm mà cũng vẫn sống, mà có thấy không, Dạ. không căng mèn, không đau ốm, không bệnh hoạn gì cả, ăn rau cái kiểu bằng đạo ăn rau cũng như là uống thuốc trường xanh vậy đó, Dạ. còn thuốc nam cũng ha, có mực giờ dôi là thuốc nam không đó, bạn đầu ông cũng là thuốc nam Dạ. đó, cái thuốc dôi mà thuốc dôi đỡ đó, cái thuốc dôi tía đó cũng Dạ. là thuốc nam đó, thuốc Dạ. dôi là cũng là thuốc nam cả, vậy Dạ, video đến đây Thí Liễu xin kết thúc. Thí Liễu chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Xin cảm ơn quý ông bà, cô chú. Chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn thân tâm luôn an lạc, sức khỏe dồi dào.